Power Rangers tuy là một franchise chuyển thể từ Super Sentai, song cũng có cho mình khá nhiều series cuốn hút và để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Trong các series Power Rangers, có một phần phim tuy rất hay nhưng lại bị cộng đồng fan nước ngoài đánh giá cực thấp và thường xuyên bị họ xếp vào list những series tệ nhất, đó là Power Rangers Operation Overdrive. Vậy series này có thực sự tệ như họ đã đánh giá? Hãy cùng RTK Media phân tích và tìm hiểu những điểm mạnh, điểm yếu của bộ phim này và đánh giá nó một cách khách quan nhất nhé! Power Rangers Operation Overdrive là season thứ 15, đồng thời cũng là season kỷ niệm cho thương hiệu Power Rangers. Chuyển thể từ bộ Sentai thứ 30, Gogo Sentai Bokenger. Phim phát sóng từ ngày 26 tháng 2 năm 2007 trên kênh truyền hình Jetix của Toon Disney và ABC Kids. Bộ phim được The Walt Disney Company và Toei hợp tác sản xuất. Phần phim này lấy chủ đề thám hiểm, khảo cổ làm cảm hứng chính. Về phần tiền kỳ sản xuất, trước khi có cái tên chính thức như hiện tại, ta đã biết Power Rangers Operation Overdrive đã trải qua hai lần đổi tên. Đầu tiên, series có tên là Power Rangers Drive Force, sau đổi thành Power Rangers Relic Hunters, và cuối cùng mới tới cái tên Operation Overdrive như chúng ta đã biết. Power Rangers Operation Overdrive ban đầu cũng có một bản opening khác không được sử dụng tới. Mình sẽ trích một đoạn ngắn ra opening đó để các bạn nghe thử. Phần phim này được cho là lấy cảm hứng từ Indiana Jones nên nó khá đậm chất phiêu lưu và khảo cổ. Quá trình làm phim có khá nhiều thử thách do Disney chỉ cấp một nguồn kinh phí eo hẹp, buộc đoàn làm phim phải sử dụng nhiều hơn các phân cảnh sẵn có từ Bokenger. Giờ chúng ta tìm hiểu về cốt truyện của bộ phim nhé. Nhiều năm trước, hai anh em Maltor và Flurious đã cố gắng đánh cắp vương miệng huyền thoại Chrona Aurora. Chiếc vương miệng ấy đã nguyền hai anh em trở thành những quái nhân và giam cầm chúng ở hai hành tinh biệt lập. Kỵ sĩ Sentinel, hộ vệ của chiếc vương miệng, đã nhận thấy quyền năng đáng sợ và sự cám dỗ từ Chrona Aurora, nên đã phân rã chiếc vương miệng cùng 5 viên đá ném chúng đi giải rác khắp trái đất, ngăn cho quyền năng này rơi nhầm vào tay những kẻ xấu xa. Ngày nay ở thời hiện đại, ông Andrew Harford, một nhà khảo cổ học trong quá trình tìm kiếm vương miệng Chrona Aurora, đã vô tình hóa giải giam cầm cho Maltor và Flurious. Hiện chúng đã nhăm nhe tới trái đất, truy lùng chiếc vương miệng cùng 5 viên đá quý. Trước tình hình đó, ông Andrew Harford đã chiêu mộ 4 công dân ưu tú với những kỹ năng riêng biệt, cường hóa DNA của họ và thuyết phục họ trở thành Power Rangers để chiến đấu bảo vệ cho nhân loại. Ông Harford dự tính sẽ là Red Ranger chỉ huy của nhóm. Xong, trước khi kịp biến hình thì ông bị quân của Maltor, đám Lava Lizards tấn công. Trước tình hình đó, con trai của ông, Mackenzie Harford, hay còn gọi là Mac, thay thế ông trở thành Red Ranger. Chứng minh được năng lực của bản thân, ông Harford giao phó trách nhiệm chỉ huy đội Operation Overdrive cho con trai mình, còn ông cùng quản gia Spencer đóng vai trò hỗ trợ. Sau này, phim còn giới thiệu thêm những thế lực phản diện mới là Camdor, Miratrix và đám Fearcast. Phim mối họa từ các Fearcast đe dọa tới nhóm Overdrive. Một thành viên mới là Tyzon, cư dân sao thủy đã tới trái đất, trở thành Mercury Ranger để cùng các Ranger chiến đấu. Các Ranger vừa có nhiệm vụ ngăn chặn sự đe dọa từ các thế lực phản diện, vừa truy tìm tung tích 5 viên đá quý của vương miện Aurora để bảo quản chúng và ngăn không cho quyền năng chiếc vương miện rơi vào tay kẻ ác. Để đánh giá về cốt truyện của Power Rangers Operation Overdrive thì mình nghĩ bộ phim có cho mình một cốt truyện khá lôi cuốn và truyền tải đậm nét tinh thần phiêu lưu, khảo cổ, truy lùng báu vật. Tuy lấy cảm hứng dựa trên Gogo Sentai Bokenger, Power Rangers Operation Overdrive có một điểm vượt trội hơn trong cốt truyện, đó là việc truy tìm 5 viên đá quý của vương miện Aurora. Nếu Bokenger chỉ đơn thuần là săn lùng các kho báu trên trái đất và đem về SGS để bảo quản, mọi hành trình tìm kiếm báu vật của Power Rangers Operation Overdrive đều hướng về những viên đá quý. Điều này giúp cho cốt truyện của Power Rangers Overdrive có một đích đến rõ ràng để người xem dễ theo dõi, không dàn trải một cách lan man như Bokenger. Bên cạnh đó, thời lượng của phim là 32 tập, với việc phân bố thời lượng 6 đến 7 tập cho một hành trình tìm kiếm một viên đá quý. Phim đã tận dụng tối đa thời lượng để tối ưu hóa cốt truyện. Power Rangers Operation Overdrive gần như không có những tập phim thừa thãi mà đã được triển khai một cách cuốn hút và hợp lý. Nhận được nhiều ý kiến trái chiều rằng phim không đủ lôi cuốn, song công bằng mà nói, nếu như so Power Rangers Operation Overdrive với tất cả những series Power Rangers khác cả ở kỳ Saban, Neil Saban hay Disney thì Power Rangers Operation Overdrive vẫn hay hơn rất nhiều series khác. Tất nhiên, phim vẫn tồn đọng một số hạt sạ, song nó xứng đáng được nhìn nhận và có một vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng các series Power Rangers. Một cốt truyện mạch lạc, lôi cuốn chứ phải tất cả những gì khiến Power Rangers Overdrive trở nên thú vị. Phim còn có cho mình dàn nhân vật khá gây được thiện cảm cho người xem. Về từ nhân vật chính gồm các Power Rangers, ta có Mac, Red Ranger, con trai của ông Andrew Harford. Mac có đam mê với việc khảo cổ học và cũng mong muốn nối bước cha để trở thành một nhà thám hiểm. Cậu khao khát trở thành Power Rangers để cuộc sống mình trở nên sóng gió hơn. Mac là một đội trưởng nhiệt huyết, gần gũi và hiểu rõ những thành viên trong đội. Khả năng quan sát, phán đoán, lãnh đạo, xử lý tình huống của Mac cũng rất tốt. Cậu có đủ những tố chất cần thiết để trở thành một Red Ranger. Sau khi cường hóa DNA, Mac sở hữu siêu sức mạnh, vượt trội hơn mức người thường. Đặc biệt,
và mạch cuối của phim, bí mật về thân phận của Mark được hé lộ. Đây là một arc phim đặc biệt sâu sắc của Power Rangers Overdrive, khắc họa đậm nét tình cảm cha con giữa Mark và ông Hartford, một điểm sáng mà phim có được, không dựa trên tình tiết có sẵn của bố Ranger. Tiếp theo, Will, Black Ranger, một kỹ thuật viên kiêm điệp viên có tiếng. Will được ông Hartford chiêu mộ sau khi thực hiện một vụ trộm ngân hàng. Will có kỹ thuật thượng thừa với khả năng bẻ khóa các hệ thống an ninh. Anh ưa thích hành động độc lập và là thành viên khó hòa nhập nhất trong đội. Song, anh cũng là một đồng minh mạnh mẽ và đáng tin cậy. Sau khi cường hóa DNA, Will sở hữu siêu giác quan, giúp anh gia tăng thị giác và thính giác. Dax, Blue Ranger, một diễn viên đóng thế nghiệp dư. Dax được chiêu mộ khi vừa thực hiện xong một cảnh quay đóng thế. Anh là yếu tố gây hài cho cả bộ phim, một con người hài hước và có phần hơi lập dị. Sau khi được cường hóa DNA, Dax có khả năng nhảy cao. Tiếp theo, Ronnie, Yellow Ranger. Cô là một tay đua xe công thức chuyên nghiệp. Sau khi vừa nhận được cúp vô địch, cô nhận thư chiêu mộ của ông Hartford. Ronnie là một cô gái năng động, nhiệt huyết, đồng thời cũng vô cùng hiếu thắng. Cô luôn muốn mình là tâm điểm của sự chú ý. Quá trình trở thành Ranger cũng là quá trình Ronnie phải học cách hạ thấp cái tôi của mình để hòa nhập với nhóm. Cô sở hữu siêu tốc độ sau khi cường hóa DNA. Một thành viên nữ khác đồng thời là bộ óc thông minh nhất của nhóm, Rose, Pink Ranger. Rose là một giảng viên khoa học ở trường đại học. Cô sở hữu sự nhạy bén trong tư duy cùng kiến thức uyên bác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Rose giúp ích rất nhiều trong những công tác truy tìm báu vật nhờ kho kiến thức đồ sộ của cô. Cô có siêu năng lực tàng hình sau khi cường hóa DNA. Thành viên cuối cùng của nhóm, Mercury Ranger, Tyson. Anh là người sao thủy, tới trái đất để ngăn cản mối họa từ Fear Cast. Khi tới trái đất, cơ thể của Tyson không quen với môi trường sống ở đây. Lúc đó, anh gặp Motor và chiến đấu với hắn, xong bị thua trận và biến trở thành tay sai. Nhóm Overdrive đã giúp Tyson lấy lại cơ thể của mình. Anh bị ám ảnh bởi quá khứ khi còn là một người cứu hộ. Anh đã vô tình mắc mưu đám Fear Cast và gián tiếp khiến đồng đội của mình bị thiệt mạng. Nhóm Overdrive đã thuyết phục Tyson để anh trở thành Power Rangers. Tyson có một người bạn gái thất lạc trong tai nạn năm đó là Vela. Sau này, được biết Vela vẫn còn sống, Tyson đã truy tìm tung tích của cô. Tyson tuy không được cường hóa DNA bởi công nghệ của ông Hartford, nhưng anh có những năng lực riêng của người sao thủy. Anh có thể phát ra trường lực thủy ngân để làm vũ khí chiến đấu cũng như phòng thủ. Ngoài 6 Ranger, ta có ông Hartford và quản gia Spencer với vai trò hỗ trợ. Ông Hartford tuy không được xây dựng nhiều, nhưng mạch cuối phim khi khai thác tình cảm cha con giữa ông và Mark, ông Hartford đã phần nào để lại ấn tượng cho người xem với hình tượng một người cha thực sự yêu thương con mình. Còn quản gia Spencer là một nhân vật gây hài của phim. Ông có những câu châm biếm vô cùng thú vị và lối biểu cảm rất gây được thiện cảm. Về dàn phản diện của phim, có lẽ mình cũng nên đề cập qua một chút. Điểm chung của tuyến phản diện của Power Rangers Operation Overdrive là tấu hài cực mạnh. Nhìn chung thì đa phần phản diện trong Power Rangers thường được xây dựng theo lối hài hước, tạo tiếng cười cho người xem. Tuyến phản diện mờ nhạt nhất có lẽ là Kamdor và Miratrix. Bộ đôi này nếu so với mặt bằng chung thì khá là nghiêm túc. Cả Fear Cast thì nổi bật bởi sự mưu mô, xảo quyệt cùng kỹ năng chiến đấu khá tốt. Nhưng điểm sáng lớn nhất của dàn phản diện có lẽ là hai anh em Motor và Furious. Hai gã có khá nhiều phân cảnh hài hước, nhí nhố, đặc biệt là câu chuyện về chiếc xe trượt tuyết của Motor. I'm glad I broke his ridiculous sled. What? Nhìn chung khi xem bộ phim này, bạn đừng nên kỳ vọng quá nhiều vào cái tầm của những kẻ phản diện, bởi chúng vốn dĩ được xây dựng theo lối nhẹ nhàng, hài hước là chính. Ngoài ra cũng không thể không kể tới một nhân vật phụ khá đáng yêu là Nork, chú người tuyết hiền lành, gần gũi, đôi lúc ngây thơ vô số tội. Nơi ở của cậu chính là hang núi tuyết mà Furious dùng để làm sao huyệt. Đôi lúc cậu làm theo mệnh lệnh của Furious và có khi là cả Motor. Nhưng nhìn chung, Nork không hề có một suy nghĩ hay ý định xấu xa nào. Trong quá trình xem phim, bạn sẽ thấy khá nhiều tình huống hy hữu của Nork lại vô tình trở thành gợi ý cho các Rangers. Nork cũng là người đang giữ cô bạn gái Vela của Tyson và cuối cùng đã giúp cho hai người trở về bên nhau. Về hành động và kỹ xảo, đây tiếp tục là một điểm mạnh của Power Rangers Operation Overdrive. Tất nhiên khi nhắc tới Power Rangers thì điểm nổi bật vượt trội nhất so với Sentai chính là mặt hành động. Các cảnh chiến đấu trong Power Rangers thường được tăng thời lượng và rất được chăm chút, sử dụng nhiều động tác chiến đấu khó, đòi hỏi kỹ thuật và đồng thời cũng vô cùng đẹp mắt. Kỹ xảo của Power Rangers Operation Overdrive cũng khá là mượt mà. Power Rangers Operation Overdrive có khá nhiều những đổi mới sáng tạo so với bản thể gốc là Go-Go Sentai Bokanger. Ở đây, mình sẽ điểm tên những ý tưởng mới mà Operation Overdrive đã có được, bao gồm ý tưởng về vương miện Chrono Aurora và 5 viên đá quý, chiếc phi thuyền Shark, siêu xe kiêm robot chiến đấu Transtech Armor, xe máy riêng cho Black Ranger, Hovertech Cycle, và tất nhiên không thể thiếu Battleizer, Red Sentinel Ranger. Ngoài ra, vì là phần phim kỷ niệm thứ 15 của Power Rangers, phim có đề cập một số chi tiết trong các bộ Power Rangers trước, như chủ dòng Firehawk ở Briarwood trong Power Rangers Mystic Force, thành phố Angel Grove, Rita, Lord Zedd, Alpha Six trong Mighty Morphin Power Rangers. Không những vậy, phim có hai tập phim kỷ niệm, Once a Ranger, Part 1 và Part 2.
Hai tập phim gần như tới 80 đến 90% là cảnh tự quay chứ không sử dụng footage từ Bo Ranger. Quy tụ một đội hình các Ranger tiền nhiệm khá phá cách với sự góp mặt của Johnny Jong Boss, Adam Park dưới vai trò Black Mighty Morphin Ranger làm đội trưởng. Đây là một tập phim kỷ niệm, team up cực kỳ đáng xem đối với các fan của Power Rangers. Cuối cùng, để tổng kết về bộ phim, đối với mình, Power Rangers Operation Overdrive có một cốt truyện xuyên suốt, mạch lạc, cuốn hút, cùng dàn nhân vật khá gây được ấn tượng cho người xem bởi sự hài hước, gần gũi và lối diễn xuất tự nhiên của các diễn viên. Phim mạnh về kỹ xảo, có sự đầu tư, sáng tạo với những ý tưởng đột phá. Thêm vào đó là tập phim kỷ niệm rất hay. Tóm chung lại, mình nghĩ Power Rangers Operation Overdrive là một series hay, không hề tệ như những gì fan nước ngoài nói, xứng đáng được nhìn nhận một cách đúng đắn và công bằng hơn. Trên đây là bài review đánh giá của chúng mình về Power Rangers Operation Overdrive. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Hãy để lại bình luận của mình về bộ phim này cũng như về clip của nhóm nhé. Đừng quên like, share video và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. お前が最後だ。ジョーカー。俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。